Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn cách có thể là xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Huawei P30 Lite có cái modem đó là MARLX2 nhé. Đó, ở đây thì mình đã tháo máy ra để tí mình chọc cái point nhé. Ở đây mình sẽ vào trong để cho bạn coi nó bị dính cái tài khoản Google nhé. Đó, đây nó vẫn yêu cầu mình phải nhập cái mật khẩu vào này. Và đương nhiên là mật khẩu này mình đã bị quên rồi nhá. Thì đây mình có thể là chọn vào sử dụng cái tài khoản Google để thay thế này. Đó là dừng ở màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Thì nếu mà các bạn nhớ được cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập về trên con điện thoại của chúng ta, các bạn chỉ việc đăng nhập chính cái tài khoản đó vào đây là chúng ta có thể là vào trong sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Nhưng mà trong trường hợp các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google này đấy, thì bắt buộc chúng ta cần phải đi xóa cái xác minh tài khoản này chúng ta mới dùng được nhá. Và đây thì mình sẽ sử dụng Unlock Tool nhá. Đó, nếu mà các bạn nào mà muốn kích hoạt Unlock Tool này thì các bạn có thể là liên hệ với mình, hoặc là các bạn nào mà không muốn kích hoạt thì các bạn vẫn có thể là liên hệ với mình để mình làm online cho nhá. Đó, mình đã mở Unlock Tool lên rồi này. Sau đó là mình sẽ vào cái tab là Huawei này. Đó, rồi mình sẽ tìm cái con này thì nó đang chạy cái chip đó là Kirin 710. Thì đây mình sẽ gõ là 710 này. Đó. Đây mình sẽ chọn đây nhá. Đó, Erase FRP này. Rồi mình sẽ bấm vào là Erase FRP nhá. Và bây giờ thì mình sẽ chọc tap point nhá. Đây các bạn để ý nhá. Mình sẽ tắt máy đi này. Tap point thì các bạn có thể là xem cái ảnh mình để ở trên màn hình nhá. Mình tắt nguồn đi nhá. Sau đó là mình sẽ chọc tap point. Đây, rồi một đầu cáp này thì mình sẽ cắm sẵn vào điện thoại trước nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọc điểm tap point này. Sau đó là mình sẽ ghim cáp nhé. Đó, nó đã nhận cái cổng Huawei USB COM 1 này rồi này. Đó, bây giờ thì mình chỉ phải bấm vào là Erase FRP thôi. Đó, nó nhận ok rồi này. Đó, ở đây nó báo ok rồi nhá. Bây giờ mình không cần dùng đến máy tính nữa này. Đó, mình sẽ rút cáp ra nhá. Và bây giờ thì mình sẽ bật nguồn lên. Các bạn có thể là tháo chân pin ra chúng ta gắn lại nhé. Đó. Rồi mình sẽ kích vào trong nhé. Rồi mình sẽ bấm tiếp tục này. Tiếp tục này. Đó các bạn để ý, nó đã có tùy chọn là bỏ qua rồi nhé. Mình sẽ bấm bỏ qua này. Rồi mình sẽ vuốt lên xuống và chọn chấp nhận này. Rồi mình sẽ bấm bỏ qua này. Mình bấm bỏ qua này. Bỏ qua này. Bỏ qua này. Rồi mình sẽ bấm là không cảm ơn này. Rồi mình sẽ bấm để sau này. Để sau này. Rồi mình sẽ bấm là cập nhật thủ công đi. Đó. Rồi đây thì mình sẽ bấm để sau đi, mình sẽ cài đặt những cái ứng dụng này sau. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính để mình có thể là sử dụng được rồi nhá. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Huawei P30 Lite. Con này thì nó lại ở vào trong đây thì mình lại thấy nó hiển thị là Huawei Nova 4e này. Đó, đây có cái modem là MARLX2 này. Đó. Như vậy là có thể là nó là Huawei Nova 4e hoặc là có thể là Huawei P30 Lite nhé. Thì các bạn đều áp dụng được như video này của mình. Rồi mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.